rồi bây giờ cái tay kia đưa lên đó, được tới đó ha. Rồi cái tay này ok không rồi, bây giờ đi thử đi đứng sao, đi làm có thoải mái không, gù gù cắm mặt biết rồi. Rồi mình đứng đây, bên đây xử coi sao nha. Rồi làm sao cũng biết là bị lòi tỉa điện là 4 là 5 à, đi khám nè. Rồi bác sĩ nói sao, bác sĩ cho thuốc chịu uống. Bị bao lâu rồi đúng ra? Dạ bị tầm biết nó đau là tầm 6 tháng rồi. Bắt đầu nó đau cái chợ, cái nạn coi này kia rồi uống tay kia tập bị giác rồi cũng cái đe thôi. Nhiêu tuổi em? Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.